đấy. Ôi, 25 triệu. Sam núi, sam núi. Không biết trái hay hoa? Trái hay hoa anh nhỉ? Hoa, quả nhỉ? Quả, quả, trái. 25 triệu. Sam trái theo lời bác chủ là như vậy. Đấy, dày lắm, cái này vặt lá rồi thì nhìn nó dày phơi lắm. 25 triệu. Tán tiếp các bác. Dạ. Anh vừa à? Hàng họ có chạy không? Ôi giờ này bán kia như bán rau. Bán hàng nhỏ bán bán rau. Có khi lại dễ nhỉ? Qua sang Đông Anh lúc kia hết 6 cây. Đấy. Còn ấy khi giờ vào bên hàng ấy hay bán ba con bóng, ba con bên Vin này người đông không anh? Đông mà đông người bán thôi. Chất lượng có cây cối đấy. Chất lượng nghe sang có nhặt được đồ không? Không. À, giá thì cũng có đồ đẹp. Có. Đây các bạn, cái này vặt lá ra. Đó, nhìn rõ. Ok, hôm nay dám lắm hàng Việt Nam đấy. Mở hàng chưa anh? Chủ yếu anh cây của anh mở hàng chắc là hết. Chỉ cần mở phát thôi thôi. Mở phát thôi. Để thân. Để thân thì có quản. Cái này nó quá thì bó tay, cây một sai rồi có quản rồi. Đúng như thế. Cây gì quên như mất tên là anh cây... Đây là cây Sam Ngọc. Sam Ngọc, ờ Sam Ngọc. Sam Ngọc, Sam Ngọc. Sam Ngọc này làm lúa đẹp lắm. Bao nhiêu tiền nhỉ anh? 15 triệu. 15 đồng. Mình ở nay lại ra chợ à? Qua mà chơi anh ạ. À đây à. Hôm nay làm món gì bỏ cây rồi? À, còn đấy hay hơn đấy. Sam Ngọc. Đây rất nhiều hàng miền Nam ở đây. Đấy, vườn hải dương nhưng mà đem đi chợ là rất đa dạng. Toàn miền Nam, toàn hải dương, cây cẩm thị. Trước vào vào mấy chục cũng quên mất rồi. Lỗi các bác, quay cái này nhiều lần lắm. Cẩm thị. Ngô đồng à. Đấy, cái thùng này. Ông Nhạn ơi. Lấy. Ông Nhạn ơi, lấy cái thùng này đẹp này. Bao tiền anh? Còn cây nguyệt quế ở trên kia. Đẹp à. Đẹp không? Nhiều hàng miền Nam hay đấy. Thôi hỏi sơ bộ mấy cây các bác. Đấy còn rất là nhiều tùng. Tùng lão này rất là cái nét rất hay này. Đấy, gập bát xuống rất điệu. Rất điệu cây. Tùng sành quê. Đấy, Hải Châu. Cái chậu này cũng hay nhỉ. Là chậu mới đấy nhưng mà nhìn hay. Hải Châu. Hải Châu hay phết các bác. Đấy.
Đấy, đi chơi tốt quá là gì này. Si. Nhìn chung nhìn chung qua nhìn vào thì thường của anh có đẹp thế. Vâng, đấy, hôm nay mới có một mình nó. Đó, một mình nó mà. Đó, anh thương nổi, ngoài thì ảnh là có một mình nó đâu đấy. Còn nhìn ngoài thì nó nhiều thứ xung quanh quá. Đấy, cái người Quế đẹp. Nhiều cây quá. Trang. Cái chậu này hay nhỉ. Trang vàng. Tân Phú hạt gạo đây rất nhiều, dòng rất hay, nhìn rất tự nhiên, hay cảnh rất tự nhiên. Những cái này bao tiền cây anh? Cái dòng này thì triệu hai một cây đấy. Đấy này về đi chợ tốt quá, giá nó mềm đẹp, hoa thơm, lá nhỏ. Đấy, cái tùng này đẹp. Tùng này đẹp. Này điệu, này rất điệu. Đấy, vào việc cái này đi chợ được. Con nguyệt quế trên kia nhìn có vẻ ổn. Con tùng mà lắc lắc kia cũng hay đấy. Con đấy nếu mà hợp lý là đi chợ được đấy. Đấy bày nổi lắm đấy. Cái này em viết vào bao nhiêu? Dạ. Anh em thấy cái đồ gì không? Để trèo lên thùng xe phát. Mặt sau cái trang này, cái này cũng có một đôi gì đẹp. Si, mình dành. Ra ở bên thùng xe phát nào. Ôi trời, xem cái cây lão tùng này xem nào. Đấy, phù phiếu này nhưng mà liền đấy các bạn, lành ấy. Có mỗi tí đây, cắt vào đây thôi. Cái tay này cũng rất là ổn. Nói chung là chờ ngày mà bỏ tháo dây thôi. Tháo dây. Đấy, chợ hôm nay có cây đẹp đấy các bạn. Là kia. Kia. Cây thì không nhiều nhưng mà có cây đẹp đấy. Cây đẹp. Đây còn nhiều sang hạt gạo biết không? Nguyệt quế. Vướng quá không ui ổn lại, không xoay được. Đặng. Mới nhập ra đây. Đấy, da trắng. Đang có hoa này. Đấy. Nhìn sạch sẽ thân đấy nhưng mà có cái vẻ gì đấy mình chưa thật chuẩn. Tay cành và lắc chuyển các bạn, chứ còn phần thân và dáng thì ok lắm rồi.
tùy mỗi người. À, ông mua cái gì để cho mua cho nào? Nó bán là không. Con đã mua bảo ơi, trở đi trở về thì sao bảo? Nó mua nó hơn triệu rồi. Cũng cũng mấy trăm đấy, nó đắt rồi. Dạ. Mà đúng 1 triệu. Cái bao thuốc thôi, con đi ghé nhẹ nó khỏi. Cần thăng hay phết nhỉ. Cái đồ này thì chỉ kiếm một tí thôi nhưng mà lãi rất nhiều. Đúng rồi, cần thăng hay phết nhỉ. Đấy, ghé chân. Coi cái này có khi cho trụ quạt đẹp đấy nhỉ. Đấy, mình mua cái quạt kia bỏ vào kiểu cái quạt đấy xe kìa. Ông này quản lý xấu quá. Quản lý 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 quản lý